chào toàn thể quý vị và các bạn thân thương đã trở lại kênh Cuộc Sống Việt Ngữ Korea cùng với Lâm Hồng Vượng. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 30 tháng 8 năm 2021. Lâm Hồng Vượng đang đứng trước một căn nhà ở khu Lowry Air Force Base, khu cũng đường Quebec với lại đường số 10. Hôm nay đi xem căn nhà này để mà làm cái offer trả giá cho khách của Lâm Hồng Vượng. Khách của mình đã đi xem căn nhà này hồi tuần rồi, open house, nên mình muốn đi xem để mình cho ý kiến nha, của khách nha. Giờ xin mời mọi người vào trong nhà để mà xem. So this is the bedroom. Formal dining room. Đây là cái phòng ăn lớn khi có khách và có cái lò sưởi nha quý vị. Cái bếp cũng xinh xinh, pretty cute, có cái island. Thì nhà mới bây giờ, những cái nhà họ xây mới mới đó, đất phía sau thì không có rộng lắm nha quý vị, có một chút đất thôi. Và cái này thì nó cũng lớn hơn những cái nhà khác. Khu này khu mới, nhà này nó mà mới thì cũng xây 2015, thì nó là 6 năm nha quý vị. Ngoài cái phòng ngủ ra, ngoài cái phòng ngủ trên cầu ra thì chúng ta một cái phòng trống. Đây là họ xài để mà cái office, cái computer của họ ở đây. Đây là một cái master bedroom. Master bedroom cũng vừa vừa thôi quý vị, không có lớn lắm. Có hai cái sink, 4 piece bath. So, một cái bathroom, hai cái sink và cái nhà vệ sinh. Không có phòng tắm đứng mà là phòng tắm cái bồn tắm thôi. Looks really cute. Đây là phòng bé gái, mỗi lần mình thấy cái màu hồng mình biết là phòng để cho cháu gái nằm. Look like I have pink and white. Okay. It's pretty. So 1, 2, 3. Ba phòng, 3 bedrooms and a loft, right? And one master bedroom. Đây là cái basement, coi họ làm xong rồi. Tối. Oh, so they have a basement down here, so bedroom number 4. Cái phòng
Số 4. Cái lợi thế của nhà này là đã làm xong cái hầm, cái basement, thì quý vị nào mua cái căn nhà này đi vô thì khỏi cần làm cái, phải tốn tiền để mà làm cái basement, đã làm xong hết trơn rồi nha quý vị. Then extra space. Này họ để đồ thôi. That's it. Với basement, thì hy vọng quý vị thích cái căn nhà này. Căn nhà này chỉ vừa nó nhỏ nhỏ xinh xinh mà được một cái là nó làm xong basement rồi. Khi quý vị vào nhà này khỏi cần làm nha quý vị. Lan Phượng xin tạm dừng tại đây. Như thường lệ xin chúc tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe và sự an lành. Và xin hẹn gặp lại. Bye bye.